Ông coi thôi em kiếm người mới. Đen được chưa? Alo alo, bạn nào đang bị phân biệt đối xử giàu nghèo thì hãy đến với shoptv.com nhé. Hiện tại có rất là nhiều vòng quay hè cực kỳ hấp dẫn nha. Đặc biệt giảm giá khủng 70% rồi đó nha. Chứ hết đâu, còn có rất là nhiều trò chơi để nổ hũ kim cương cực cao nữa. Nhanh tay thôi nào, chờ gì nữa. Lên shop Thỏ để dưới phần mô tả nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh channel của Thỏ TV. Và mình là Thỏ đây. Ok, và hôm nay mình sẽ tiếp tục chuyên mục là troll anh Giang. Tuy là troll nhiều quá nó cũng sẽ rất là nhạt và nhàm ấy, nhưng mà nhiều bạn đã comment khuyên mình rất là nhiều, kêu mình yêu cầu mình làm này làm kia, mình không thể nào phụ lòng mấy bạn đó được. Ok, và mọi người nếu cảm thấy hay nhớ cho Thỏ một like và một subscribe nha. Hôm nay mình troll gì mọi người đố mọi người á, và mình nói luôn nha là trợ thủ của mình sẽ đổi tên. Bây giờ mình sẽ đổi tên thành tên của một bạn nam khác, xem phản ứng của anh Giang như thế nào nha. Ok. Không biết ảnh có ghen không mà mình đặt tên gì giờ trời. Và mình sẽ đặt tên tên Bin đi ha. Thôi tên gì ta, hay là tên cây. Ok, tên cây đi. Đây, ok, tên cây đó. Ok, hai cây kim cương, ok, đổi luôn. Đó, ok, đổi tên thành công rồi. Bây giờ mình sẽ mời anh Giang vào chơi với mình nha. Đây. Lên ơi, sao sẽ anh ơi, do anh ơi. Mình quên mất là anh Giang chết mới thấy được cái tên bét của mình đó mọi người. Nên là mình sẽ cố tình để cho anh Giang chết. Bên đây có người luôn. Phục mộ anh ơi. Ok, mình đang giết mộ rồi. Này, ngủ em ơi. Dạ, em biết rồi, nó bắn đâu á, em không thấy. Anh hấp đạn rồi, để nên kiếm cỏ nước. Trời nha. Kịp nó bắn đối em trên nóc á. Em biết rồi, anh ơi mở 8 hay bê nè. Ok, kiếm ở trên. À, trên nóc đúng rồi, nó trên nóc anh ơi. Ê dù, nó trên nóc khó ấy. Đi anh ơi, coi chừng chết á. Anh e cái hòm xác em để ngay chỗ. Mình biết không nha. Thôi kệ đi, ủa nó bắn nha anh ơi. Anh trên nóc quá, anh cãi đi em ơi. Ok. Đi mình đi qua bên khu dân cư đi. Qua khu dân cư. Không, đi qua tháp đi em. Thôi qua khu dân cư đi. Đi, có chuyện dòng lại muốn nói chuyện với anh á. Ok luôn bà ơi. Tháp đồng hồ đi anh ơi. Tháp đồng hồ đi, qua tháp đồng hồ đi. Đi. Nói thì không chịu tin, nó chịu nghe. Thôi, đi xuống khu dân cư đi anh ơi. Lên này. Lại lên, có chuyện này muốn nói với anh nè, nhanh lên. Để lắc cái đít qua. Nhanh lên tốc độ đi anh ơi, chạy tiến độ bây giờ. Định nó bắn nhau quá trời. Kệ cha nó đi, lên đây lẹ rồi. Em có chuyện muốn nói với anh á. Nhanh lên. Anh ơi. Nhanh lên. Nhanh lướt độ cái. À ok anh. No. Em gì vậy? Không, em ấn lộn á. À bấm nè. Em bấm nhầm. Em xin lỗi anh. Đang lướt độ. Thôi xuống nghiếp mình này cái gì em ơi. Ok cũng được anh. Quê thế nhờ. Đâu anh? Tính thảm sát người ta nữa hả? Đâu có. Lần trước là bỏ qua đi, lần này em không có thảm sát, lần này em bấm lộn thiệt. Em không cố ý đâu. Em không cố ý đâu ha. Em tính nói anh cố tình, tại vì nói anh này kia có chuyện quan trọng muốn nói với anh á. Nhưng mà ơi, cái gì ở đây? Nhìn ở đâu mà khóc vơi. Sẽ cho bộ AFK nha mọi người, mình sẽ cho bộ AFK để cho anh Giang chết. Ủa rồi, đâu có tiêu rồi. Để cho anh Giang chết. Hello. Hello ơi. Ôi, hello. Yo, what the hell? Mình sợ địch bắn quá mọi người ơi. Mình bắn người ta xong cái AFK trời. Gì vậy nè? Em ơi, anh sắp chết rồi, vô lẹ đi. Cách nói lẹ đi. Hello. Mạng mẽn gì của bắp vậy? Em ơi, chết luôn. Chết queo luôn. Ủa sao chết vậy? Chết rồi mới vô. Ủa sao chết vậy? Mày cầm mồm đi. Em còn hỏi sao chết nữa, em bắn không vào anh chứ sao? Ủa có đâu, em có bắn không vào anh đâu. Còn hỏi nữa. Em không biết gì đâu, em mới vào mà, mới ra mà. Biết gì đâu. Ủa sao chết vậy? Không ngáp ca ha. Coi như em xin lỗi đi. À dạ. Kiếm đâu dao quá. Ê, mà sao anh chết á, em xin lỗi, tại vì em đã hết ca, lỡ quen miệng lắm, bị cá mập cắn dưới chân. Thôi đi, bắn thùng xăng người ta. Kìa nó cứu dưới tháp kìa em, giết đi. Em xin lỗi mà. Rồi luôn. Rồi cái súng. Rồi cái súng. Thì em xin lỗi đi, thôi cả trái đi, em nghĩ bắn lại đâu. Trời ơi, chơi cứ bắn thùng vòng người ta không à. Thôi xin lỗi, để em đi cứu anh nha. Để em đi cứu anh. Cái gì đấy, hình như có gì sai. Ủa gì anh?
cái gì? Em tính nói gì với anh? À, nói gì đâu, em quên rồi, tự nhiên quên rồi. Tự nhiên quên mất tiêu. Cái gì đó, tôi vừa thấy cái gì đó. Cái gì anh? Em đi cứu anh nè, thấy gì cơ? Cái con bé tên gì đó? Con bé gì? Con bé của em tên gì đó? À, con bé của em hả? Nó tên gì đâu? Nó có tên gì đâu? Chết mẹ mày rồi con. Sao đây? Để em đi cứu anh nha. Hỏi cứu đi. Sao vậy? Không cứu kiếp gì hết. Sao vậy? Em đi cứu anh nè, em đi đủ xu rồi nè, đủ bóng xu rồi nè. Khỏi đi. Sao vậy? Khỏi cứu nữa. Tại sao? Tại sao? Không bắn nữa. Tại sao? Tại sao không bắn? Không có hân bắn nữa. Ủa sao không có hân bắn hả? Em xin lỗi, em lỡ bắn không vào anh nè, em đi cứu lại nè. Không, anh không nói vụ đó, nhưng mà anh không có hân bắn nữa. Tại sao? Tại sao cơ? Tại sao không có hân bắn? Anh muốn chơi chung với em không à? Không hân bắn. Sao, có chuyện gì thì nói đi. Đó à? Ái chua, anh chịu nói hết trơn, bị nghiệp quật rồi nè. Nói gì? Anh có gì đâu mà nói. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh không có hứng chơi với em? Anh giận em đúng không? Anh đâu có giận em đâu. Chứ sao, không chơi với em? Hồi sinh anh cũng không chịu luôn. Chưa hiểu lắm. Không biết nói sao. Nói đi để biết em sửa. Không sai em sửa. Tự nhiên thấy buồn thôi. Ơ, tự nhiên thấy buồn, hơi khắc. Sao vậy? Nói đi, chồng vô hả? Nói gì có đâu nói. Tự nhiên cái kiểu thái độ của anh sao chán nản vậy? Không muốn chơi chung với em nói tiếng nha. Không phải không muốn, mà là... Là sao? Thấy những thứ không nên thấy. Là cái gì? Là cái nào cơ? Em cũng tự biết đấy chứ. Ai mà biết được? Sao em biết được? Ơ, mới ra mà. Mới ra. Sao đấy? Nói rõ đi con, cứ nói em uống một cơm không đầu không tính chỉ chơi xem hiểu được trời. Thôi cũng mừng cho em. Thôi cũng mừng cho em. Mừng gì? Mừng cho em là em có người mới. Mừng. Cái gì có người mới? Anh bị điên à, sao có người mới vậy? Chứ sao nữa à? Tự nhiên bảo em có người mới là sao? Chứ sao? Anh nói rồi coi, tự nhiên ai đồn bậy bạ nói em có người mới là sao? Thì con bé em đặt tên là có người mới chứ gì nữa. Ủa con bé em đặt tên gì? Tên cây đó. Tên cây nào? Anh nhìn lộn rồi đó, không phải đâu. Ây da. Thấy chua, đổ thừa cho em nghiệp quật cái chua. Đổ thừa gì? Kìa. Kìa vậy? Đó. Đâu? Đâu cái gì? Tự nhiên ơ, tự nhiên nó nhận lại riêng con bé. Ai đổi tên chứ phải em đổi đâu. Thôi đi à, của em không đổi, trai đổi. Cái con chị em lấy nó đổi chứ ai đổi đâu trời. Ủa chứ không phải không người mới của em em đặt lên bếp sao lạ? Tao bảo là em không có đặt mà. Sao có vô mày em thấy nhộn? Ủa gì sao lạ mà đặt lên bếp của em? Em không biết đâu. Không phải lỗi của em. Bây giờ sao? Bây giờ tự nhiên cái giận em ngồi nhìn con bé. Ủa tính ra là anh có thích em đâu mà anh phải giận em. Đúng không? Nó đúng quá chứ gì. Ôi, vậy là bữa giờ mình nói gì người ta cũng đâu có nhớ thôi. Chứ sao, ủa bây giờ thì nãy giờ anh tự nhiên anh giận lại em về con bé. Vui lý. Đó, anh đâu có giận đâu. Không giận hả? Sao thấy đội nghe nói chuyện nghe cọc cằn vậy? Cút con mẹ mày. Ghét vậy luôn. Ờ, sao vậy? Anh muốn chơi chung với em à? Đó thì giận người ta chứ gì nữa à? Đâu, anh không hề giận. Ủa, tự nhiên không muốn chơi chung với người ta? Đó giận người ta chứ là gì nữa à? Ừ. Tự nhiên em không qua lo chơi với người mới của em đi. Không có nghe. Ủa người ta gì? Ủa đang giận đúng không? Không. Đang giận ngõ ngàn luôn rồi bay đâu vậy? Bay đi bước súng bay đâu. Ủa sao không lo chỗ em nè? Ồ. Sao vậy trời? Tự nhiên thái độ đổi khác hẳn 360 độ luôn trời. Làm gì có mà. Có. Anh đó giờ vậy mà. Không, hôm nay anh khác lắm luôn. Dạ, nó khác đâu. Nó giận gì? Trời ơi, giận chuyện gì thì nói đi. Cái gì có người mới gì ở đây à? Nó không có mà. Không có sao anh biết vậy? Dạ, em không biết mà. Thôi đi. Thì em có mầm điêu. Mầm điêu bốc phép anh. Ủa, em nói thật không tin em á? Hay nhờ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không tin. Bằng chứng trước mắt là tin gì nữa. Cái vấn đề nằm đây là bên em có người. Mày ngu. Tự nhiên nó giận em thôi, em giết nó luôn rồi. Ê,
Con ngựa. Ở đâu nữa à? Rồi anh nghe nó rồi. Được một. Còn bên kia một em nữa mày. Đồng thế nhờ. Đi một em em mày. Hai anh ơi. Chạy vô bo lại. Dạ. Hết giận em rồi đúng không? Ôi, không cứu anh kìa rồi. À, là địa nghiệp nữa rồi. Nên trả thù cho. Khó lắm. Hết giận em rồi đúng không? Vậy anh đâu có giận đâu. Thôi đi, em có ai đúp anh, ai đúp bắn đi. À, để anh bắn súng này. Anh ơi. Nên nào giận em. Em có một sự thật. Sự thật gì nữa hả? Đó chứ. Sự thật đã được rồi. À, có sự thật là... Có một sự thật là nãy giờ em tròn anh. Trốn nhưng mà trốn hoài trời. Thì mà em đã nói em có người mới rồi đâu. Trời nãy giờ em ủa anh không tin em hả? Tính ra là em đang crush anh mà nghĩ sao em có người mới được. Chẳng qua em đổi tên bé để thử lòng anh thôi. Ai ngờ có người ghen kìa. Không hả? Có người ghen kìa. Thích em đúng không? Thích em không? Nói đi. Còn có anh ghen. Không. Không coi thôi em kiếm người mới. Ghen được chưa? Thế Hương, vợ chị đẹp nhất. Người ta nói từ bữa giờ rồi. Thế bây giờ tại sao không dính? Anh thì... muốn đợi bao nhiêu, bao lâu nữa? Em đợi lâu lắm luôn à. Anh thừa biết là em thích anh mà. Chưa được. Thế sao chưa được? Chị em lý do đi. Chị em lý do đi, anh nhu. Sao lại chưa được? Ừ. Nói đi. Hãy từ từ chứ.